Cái hệ sinh thái pin nó có những cái dòng sau đây. Một là máy khoan, máy cắt, máy mài, máy thổi, máy rửa xe, rồi máy bù lông, máy đánh bóng, máy nén khí, và nó còn thêm nhiều cái máy khác nữa ha, máy bắn vít nữa. Đồ Nghề Tài Chọn xin chào tất cả các anh chị đến với video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một cái chủ đề gọi là phổ cập kiến thức ha, nghĩa là chia sẻ kiến thức. Tại vì các anh chị đã biết rồi, Redstone là một trong những cái thương hiệu mà Đồ Nghề Tài Chọn đang bán rất là nhiều, giữa online và giữa tại cửa hàng luôn, và doanh số bán thì nó cũng là khá cao ha. Và có rất là nhiều anh chị hỏi rằng là Redstone là thương hiệu của nước nào và sản phẩm của Redstone bao gồm là những sản phẩm nào, thì trong ngày hôm nay sẽ làm một video để mà chia sẻ cho các anh chị hiểu sâu về cái thương hiệu Redstone và các dòng sản phẩm của Redstone đang có trên thị trường nha. Rồi, đầu tiên thì nói về thương hiệu của Redstone. Redstone là một cái thương hiệu nói chung là cơ bản là của Việt Nam nha, của Việt Nam, và nó được sản xuất theo công nghệ của Đức và được gia công tại thị trường Trung Quốc, nên là tất cả những cái sản phẩm này đều là được hàng nhập khẩu và chính ngạch tại Việt Nam. Chính ngạch là sao? Đây là những cái mặt hàng nhập khẩu tại Việt Nam, nó bao gồm đã có thuế ha, nó hai là nó có công ty đại diện tại Việt Nam, và đây là một cái công ty là do công ty Thanh Xuân Nam ha, tại Hồ Chí Minh nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam của mình đó, nó là cái nguồn gốc ha. Và cái thứ hai là cái phân khúc giá của Redstone này thì như các chị đã biết là đây là phân khúc giá tầm trung bình dân, phù hợp với những cái người miền Tây, đặc biệt là các anh chị nào mà đang làm trong ngành gỗ nè, xây dựng nè, cơ khí nè, hoặc là ngành ô tô, kể cả gia đình chúng ta mua cũng được đó. Nhưng mà nó là phân khúc bình dân ha, để mà bình dân thì nó giải quyết cho chúng ta là một cái nhu cầu là giá phù hợp trên cái chất lượng mang lại. Nên là nhiều khi anh chị nói là tại sao cái máy này nó công năng nó hay như vậy mà giá lại rẻ hơn DeWalt nhiều quá, thì mình cũng hiểu là đây là phân khúc bình dân, đây là được sản xuất và gia công tại Trung Quốc do một cái công ty thương hiệu của Việt Nam làm. Nhưng mà giá bình dân này so với cái tầm giá thì Đồ Nghề Tài Chọn thấy rằng là thứ nhất là sản phẩm của nó được hoàn thiện nó cũng khá là cao hơn so với cái giá của nó, nên là Redstone đó là một lý do mà nhiều người khác để người ta lựa chọn Redstone. Cái thứ hai nữa là tích hợp nhiều công nghệ, có những cái tích hợp mà những cái công nghệ mà nằm ở trên những sản phẩm cao cấp của các hãng lớn á, nó mới có và giá thành rất là cao. Nhưng mà Redstone ứng dụng được ha, tham khảo được các công nghệ đó và tích hợp vào cái sản phẩm giá bình dân của mình, nên là đây là một sản phẩm là lý do vì sao mà họ chiến thắng được trên thị trường, và càng ngày thì doanh số họ bán càng cao. Và hầu như các anh chị biết là Redstone tại Đồ Nghề Tự Chọn bán rất là nhiều luôn, kể cả anh chị mua tiền mặt hay mua trả góp, và có những đơn hàng bên Đồ Nghề Tự Chọn là bán online toàn quốc luôn nha, chứ không phải là riêng gì tại điểm bán này không đâu. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Và trong cái chủ đề tiếp theo ha, sẽ chia sẻ cho các anh chị là Redstone, cái hệ sinh thái của họ đang có cái gì. Đầu tiên nói về hệ sinh thái pin đi, mà anh chị biết rồi, pin rất là mạnh của Redstone ha. Thì đây là một cái viên pin nè, đây là một viên pin của Redstone, đây là một viên pin của Redstone. Thì Redstone sẽ có nhiều cái viên pin giống như thế này, và đặc biệt nó là một cái chân pin, nó gọi là chân pin phổ thông á, nó gọi là chân pin Makita đó. Thì thường các hãng này là làm theo Makita, cái máy này mà gắn vào máy Makita xài vẫn được luôn, hoặc là cái pin Makita gắn vào cái máy của Redstone xài vẫn được luôn. Đây là ta thường hay gọi là chân pin phổ thông Makita, tại vì nó quá phổ biến đi, Makita quá nổi tiếng, quá phổ biến, nên là các hãng này thường là làm cái chân pin như vậy cho phù hợp, nên là dần dần người ta gọi đó là chân pin phổ thông ha. Thì cái lợi thế của hãng Redstone là một cái hệ sinh thái, thì chúng ta chỉ có cần một viên pin hoặc là hai viên pin thôi thì mình sẽ sử dụng được cho những cái máy nào. Đầu tiên nè, cái hệ sinh thái nó bao gồm máy khoan, anh chị gắn cái pin vào anh chị dùng cũng được ha. Máy khoan thì nó cũng có nhiều loại, máy khoan gia đình nhỏ nè, máy khoan lớn nè, và đặc biệt là máy khoan nè, máy khoan lớn để mà rút lõi bê tông cho các anh chị mà khoét một cái lỗ to như thế này để mà chúng ta thi công điều hòa. Ngoài ra cái viên pin này có thể là gắn vào một cái máy khoan lớn, máy này thì có chức năng đục luôn, nên là nó rất là nhiều, một viên pin nó đều giống như nhau thôi. Và tiếp theo nữa, cái viên pin này có thể là gắn vào cái máy bắn bù lông. Bắn bù lông này nó có nhiều size nha, mình đang nói dòng máy thôi để cho các anh chị mà khách hàng của Đồ Nghề Tự Chọn á biết được là nó có hệ sinh thái nè, máy khoan nè, máy đục khoan đục nè, máy bắn bù lông nè, và máy mài. Máy mài này chúng ta gắn cái pin vào máy mài nha. Thì mỗi cái máy sẽ có tính năng riêng, nhưng mà đang nói về cái dòng máy thôi. Và đây là một cái đèn pin công trình, gắn viên pin vào sử dụng cũng được luôn ha.
đó là viên pin hệ sinh thái nó rất là nhiều. Rồi tiếp tục, viên pin này gắn được cái gì nữa? Gắn được vào một cái máy rửa xe dùng pin của Deptom. À, cái máy này nó rất là tiện nha. Nhưng mà các anh chị hả, tùy thuộc vào loại máy, tùy thuộc vào công suất máy và tùy thuộc vào công năng của máy, nên là cái viên pin á, tùy, có thể là cái viên pin nó gắn vào máy bù lông này chúng ta xài 2 ngày. Tại vì khi mà chúng ta bù lông chúng ta mở ra cái là xong, chúng ta ngưng, chúng ta không sử dụng nhiều. Nhưng khi mà anh chị gắn vào máy mài, anh chị bật lên cái là nó chạy liên tục. Để máy gửi xe là nó chạy liên tục, nên cái việc pin nó hao rất là nhanh nha. Nên là tùy thuộc vào máy sẽ có thời gian sử dụng khác nhau. Nên là thường thường khách hàng hỏi là cái máy này sử dụng được bao lâu, bao nhiêu trong cái viên pin này á, thì tùy thuộc vào công suất máy nha. Rồi tiếp tục gắn vào đâu nữa? Gắn vào được cái máy thổi nữa. Cái máy thổi nè, máy thổi bụi, gắn viên pin vào thì mình có thể là thổi bụi, thổi lá, thổi này, thổi nọ, tất tần tật hết để mình dọn dẹp vệ sinh ha. Đó, rồi tiếp tục nè. Có rất là nhiều. Rồi ở dưới này nó có một cái hệ sinh thái nữa, các anh chị thấy không? Đây là máy cưa. Đây là máy cưa. Thì máy cưa này cũng dùng được luôn là cái viên pin, anh chị lắp vào chân pin đây, sử dụng được máy cưa. Thứ hai nữa là viên pin này làm được cái máy thổi bụi lớn nữa. Cái máy này máy thổi lá ha. Mình bật lên mà anh chị nào mà sân vườn hoặc là dọn dẹp mà khu vực lớn đó, là chúng ta cần cái máy này chúng ta thổi lá để chúng ta gom lại là cái này. Ngoài ra thì nó cũng còn nhiều thứ lắm, nó còn nhiều dòng khác nữa ha. Rồi, ví dụ kể cả máy đánh bóng nè. Đây. Kể cả máy đánh bóng dành cho ô tô ha, nó cũng sử dụng viên pin luôn. Ngoài ra viên pin này nè, nó còn lắp được có một cái loại máy nén khí của nó mà lắp được pin luôn. Ha, máy nén khí của nó lắp được pin luôn, nhưng mà tại vì nó to, nó nhiều quá nên là đồ nghề tôi chọn không có đưa vào đây được. Nói tóm lại, viên pin này, cái hệ sinh thái pin nó có những cái dòng sau đây. Một là máy khoan, máy cắt, máy mài, máy thổi, máy rửa xe, rồi máy bù lông, máy đánh bóng, máy nén khí, và nó còn thêm nhiều cái máy khác nữa ha, máy bắn vít nữa. Nó cũng khá là nhiều, đó là hệ sinh thái pin của hãng Deptom mà chúng ta chỉ cần một viên pin là chúng ta đã sử dụng được hết rồi. Nên nó rất là nhiều. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Rồi, sản phẩm Deptom có thêm cái gì nữa? Nói về sản phẩm đo lường thì Deptom có những cái sản phẩm đo lường, đó là những cái máy cân laser như thế này. Nó bao gồm hai phiên bản, là một phiên bản 5 tia và một phiên bản 12 tia. Thì mỗi thứ đều được bảo hành 6 tháng hết ha. 5 tia và 12 tia. Rồi, tiếp tục hệ sinh thái về những cái dụng cụ nhỏ. Thì chúng ta có những cái bộ tu vít nhỏ thế này đây. Để cho các anh chị nào mà hay lắp đặt máy tính đâu á, là chúng ta làm ha, những cái linh kiện lớn dành cho những cái ngành xây dựng lớn, còn những linh kiện mà nhỏ để mà dành cho những cái mà điện máy, cơ khí hoặc là chúng ta sửa chữa linh kiện máy tính đó, nó nhỏ. Rồi về cái mặt hệ sinh thái điện. Về mặt hệ sinh thái điện thì nói chung là pin nó có rất là nhiều, nhưng mà điện thì có một số dòng thì nó sẽ không có. Ví dụ như là máy bắn bù lông, máy bắn bù lông này thì hầu như Deptom không có ra sản phẩm điện nè. Máy bắn vít nè, tại vì pin bây giờ sử dụng rất là nhiều. Và điện thì một số là máy thổi lá, máy thổi bụi thì có thể là dùng điện ha. Hút thổi bụi thì có thể dùng điện nè. Đặc biệt là máy nén khí là dùng điện. Máy nén khí, máy khoan lớn, máy khoan lớn nha. Máy nén khí, máy rửa xe, máy cắt sắt bàn lớn nha. Máy cắt sắt bàn lớn và một số cái máy to thì nó sẽ dùng về điện. Thì hầu như trên thị trường có rất là nhiều cái, nên là các anh chị có thể là tham khảo hãng Deptom. Deptom là một cái thương hiệu mà đồ nghề tự chọn bán thì cũng khá nhiều rồi. Về kiểm chứng chất lượng thì nó cũng khá là ok so với cái tầm giá đó. Và đặc biệt đó là bảo hành đó. Anh chị quan tâm rất là vấn đề là khi mà mình mua những cái mặt hàng như thế này thì chúng ta sợ bảo hành. Thì chắc chắn rồi, không có cái sản phẩm nào mà có thể đáp ứng được 100% cái chất lượng mà không có bảo hành được hết. Nhưng mà quan trọng khi mà có phát sinh ra vấn đề thì hầu như á, linh kiện những cái hãng này nó đều có đầy đủ cho các anh chị ha. Nó khác với hàng sách tay, nó khác những hàng không có thương hiệu. Tại vì đây là một cái thương hiệu chính hãng nhập tại Việt Nam. Nên là họ muốn làm một cái brand, họ muốn làm một cái thương hiệu này thì họ phải đảm bảo được cho người dùng để mà cái thương hiệu này nó bền vững được. Nên cái việc họ phải chuẩn bị linh kiện, họ phải có phòng kỹ thuật, họ phải có tất cả đầy đủ để trang bị cho đại lý thì cái việc này là phải đáp ứng được thì đại lý mới kinh doanh ha. Và đặc biệt là tại đồ nghề tự chọn các anh chị thì nó đều là bảo hành chính hãng hết cho mình. Ví dụ trong cái trường hợp máy này hư thì đồ nghề tự chọn sẽ gửi lên cho hãng trong cái thời gian bảo hành. Và hãng sẽ tiến hành, kỹ thuật của hãng sẽ tiến hành sửa chữa bằng thay thế bằng những linh kiện của hãng để mà trả bàn giao lại cho khách hàng.
Còn nếu mà sau thời gian bảo hành này thì đồ nghề tôi chọn sẽ liên hệ với hãng để mà hỗ trợ tính phí cho mình thôi. Tất cả nên là các anh chị cứ yên tâm là mua hàng tại đồ nghề tôi chọn là bên mình không có kỹ thuật sửa tại cửa hàng, mà bên mình đều có kỹ thuật của hãng. Nên nó đảm bảo được cái sự đồng nhất, đảm bảo được sự ổn định, đảm bảo được sự kiểm tra chất lượng khi mà có một cái máy trục trặc gì đó nó phát sinh ra đưa về đến tay các người tiêu dùng sử dụng. Thứ nhất là nó đảm bảo an toàn, thứ hai là nó đảm bảo cái tính hiệu quả hoạt động liên tục để không bị mà đang làm kiếm tiền mà nó bị trục trặc thì sao, đúng không? Nên là toàn bộ đồ nghề tôi chọn phải đánh giá rất là nhiều để kết hợp với hãng mà cung cấp đến những cái sản phẩm dịch vụ cho các anh chị. Rồi, nếu mà các anh chị nào ở khu vực miền Tây hoặc là khu vực Cần Thơ đi, ghé 239 Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đến đây cầm nắm trải nghiệm thử những sản phẩm này. Còn nếu anh chị nào ở xa có thể là nhắn tin qua số Zalo bên đây hoặc là để lại tin số điện thoại thì đồ nghề tự chọn sẽ có nhân viên tư vấn các anh chị luôn. Ngoài ra thì đồ nghề tự chọn cũng là nhà phân phối, nếu mà anh chị nào khu vực miền Tây thôi nha mà có nhu cầu muốn nhập hàng các mặt hàng của đồ nghề tự chọn đang kinh doanh thì anh chị có thể là liên hệ qua số hotline bên dưới thì bộ phận nhà đại lý sẽ liên hệ cho các anh chị để gửi chính sách. Ngoài ra chính sách còn có bán hàng thì còn có chính sách đào tạo nữa, bán hàng, đào tạo phần mềm và chuyển giao như thế nào luôn. Rồi, cảm ơn các chị đã xem video này. Hẹn gặp lại các chị trong những video sắp tới của đồ nghề tự chọn nha. Nhớ đăng ký kênh, like và để lại bình luận của mình về những sản phẩm đất tông này nha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.